Con này bự này ha. Rồi, vừa ăn bánh mì đủ rồi. Làm tiếp cả nó đi hết nhá. Hôm nay mình đổi bãi câu nha các bạn. Bãi này cũng cách bãi kia chừng 500 mét rồi. Con cái bãi này nó cũng nắng lắm các bạn ơi. Bây giờ mình câu cá sát chứ không câu cá cha nữa, cá cha hết rồi. Hôm nay nước đẹp quá các bạn ơi. Đó, cái cần nó nhịp á, rồi dính rồi, dính rồi. Dính các bạn ơi, không biết dính mấy con nữa. Hy vọng là dính 2-3 con nha. Lúc trước cá ở đây nó nhiều lắm bạn, cá sát nhiều lắm, đi về bày bày luôn. Giờ ít rồi. Một con nha. Con này cũng nhỏ nha các bạn, cũng không lớn gì. Đó, thấy chưa? Rồi, tiếp tục móc mồi, ngồi chờ tiếp. Con sông này nó cũng dài lắm nha các bạn. Nó bắt nguồn từ hồ Dầu Tiếng của Tây Ninh về biển Cần Giờ. Cũng hơn 100 cây số á. Rồi dây trùng các bạn ơi, chắc dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ồ. Được một con. Giờ hết dính được 2-3 con rồi các bạn ơi. Con này cũng trọng. Cá này về kho khóm với lại nấu canh chua cũng ngon nha các bạn, béo lắm. Kho tiêu cũng được. Không biết hôm nay kiếm được khoảng cỡ 20-30 con không.
Rồi tiếp tục dính nữa các bạn ơi. Con này cũng mập nha các bạn. Con này chắc có trứng á, bụng nó to quá. Đó. Nước giờ này cũng lớn gần đầy nha các bạn. Gần đầy, thường thường cá sát nước gần đứng nó ít ăn. Nước đang chảy mạnh nó mới ăn nha. Nay mình câu bằng mồi trùng. Trùng hay cám bánh mì gì nó cũng ăn hết, mồi câu trùng cho nó lâu. Nhấc 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 nhấc. Tụt cả. Nhảy hưu vậy? À đụng đụng dính cá gì. Đây. Yeah.